Xin chào anh em đã đến với kênh YouTube của VLED. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em một trong những con máy chơi game cực kỳ chất. Không chỉ đơn thuần là chơi game mà nó còn có tính năng là sạc dự phòng với dung lượng pin lên đến là 10.000 mAh. Không để anh em đợi chờ lâu nữa và giờ hãy cùng mình đi vào chi tiết nhé. Đầu tiên đi vào thiết kế thì đây là mẫu máy có thiết kế tổng quan khá là cổ điển. Kiểu dáng của nó sẽ là kiểu dáng retro mang phong cách của những mẫu máy thập kỷ 80, 90. Với thân máy sẽ được làm từ chất liệu như ABS và ABC, mang đến độ bền bỉ rất cao cùng khả năng chịu va đập cực kỳ ấn tượng. Với thiết kế công thai học mang đến cảm giác cầm nắm thoải mái cho người dùng mà không hề bị trơn trượt khi sử dụng. Về bố cục của nút bấm thì chiếc máy này đã được trang bị với cần điều khiển là 360, giúp khả năng di chuyển trở nên mượt mà cũng như chính xác hơn. Ngoài ra với D-pad thì chúng ta sẽ không cần nhấn quá nhiều lực, độ nhạy rất là êm ái. Một điểm hay nhất trên chiếc máy này là sẽ được trang bị lên đến 6 nút bấm. Anh em có thể tự do mắc phím trong phần cài đặt trong game để tăng trải nghiệm khi sử dụng nhé. Với màn hình sẽ được trang bị là 3.5 inch HD. Với kích thước này sẽ là vừa đủ để cho trải nghiệm cá nhân của bạn. Tuy nhiên thì với những anh em muốn trải nghiệm chơi với màn hình lớn hơn thì vẫn hoàn toàn có thể nha. Hãy kết nối dây AV được đi kèm trong bộ sản phẩm để có thể xuất hình ảnh cũng như âm thanh từ chiếc máy này. Ngoài việc có thể xuất hình ảnh âm thanh thì chúng ta còn có thể chơi với Hubplay cùng bạn bè và người thân. Với việc được trang bị tới hai jack micro giúp anh em có thể chơi cùng lúc hai tay phụ. Anh em có thể mua thêm tay ngoài, đường link thì mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả nhé. Điều khác biệt trên chiếc máy này là có thể sạc cùng lúc cho nhiều thiết bị một cách thoải mái với dung lượng pin được trang bị lên đến là 10.000 mAh. Trên máy sẽ có sẵn hai cổng đầu ra là Type-C và Lightning. Tất cả đều hỗ trợ sạc nhanh với 5V 2A. Trong khi chờ sạc đầy pin cho điện thoại thì em có thể mở máy chơi game lên và quẩy thì cũng rất hợp lý phải không nào? Có cho mình với kho game lên đến là 10.000 trò chơi. Với số lượng lớn trò chơi Accent cổ điển giúp em gợi nhớ ký ức tuổi thơ một cách trọn vẹn nhất. Được tích hợp lên đến 10 trình giả lập như là NES này, MD, Mane, Mame, GBA, GB, GBC, SFC, FPS1, CPS2 và LeoGel. Ở đây anh em tha hồ chọn tải với những tựa game tương thích. Có thể tự tải thêm game vào thẻ nhớ là 32GB được đi kèm. Lưu ý khi anh em rút thẻ nhớ ra hoặc thẻ nhớ trắng trơn không có game thì đương nhiên mở máy lên sẽ không có game ở bên trong hoặc khi mở máy sẽ không sáng màn nha. Với chiếc máy này thì chúng ta sẽ có giao diện thật sự dễ dùng. Mỗi mục đều sẽ có ảnh minh họa cụ thể và mỗi trình giả lập thì đều được sắp xếp rất là gọn gàng giúp anh em dễ dàng lựa chọn. Một điểm hay trên chiếc máy này là chúng ta có thể vào mục tìm game, gõ từ khóa các bạn muốn tìm, vậy là sẽ ra game nhá. Ngoài danh mục tìm kiếm thì chúng ta sẽ còn có mục tải game. Anh em có thể vào thư mục này để có thể tải thêm game về chơi nha. Ở phần game setting trong trò chơi, anh em sẽ có các phần như tiếp tục chơi này, thoát game này, đọc bản lưu trữ game để tiếp tục chơi này. Ở phần dưới thì sẽ có phần là lưu game này. Tiếp đến sẽ là phần map phím có thể tùy chỉnh thay đổi loot trong trò chơi này. Và cuối cùng sẽ là chọn chế độ hiển thị như là FTXC và PAL. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ điểm qua các cổng kết nối có trên chiếc máy này nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ có cổng thẻ nhớ là TF này, có jack AV để xuất hình, có hai cổng micro để kết nối với tay phụ, có một cổng USB và một cổng Type-C để cấp nguồn sạc cho chiếc máy này. Rồi game vừa rồi tìm nhận vừa review khá chi tiết về chiếc máy chơi game có mã sản phẩm là D14. Đây là chiếc máy không chỉ đơn thuần là chơi game, mà chiếc máy này còn có thể sử dụng với tính năng là sạc dự phòng với dung lượng pin lên đến là 10.000 mAh. Và nếu như các bạn đang quan tâm đến mẫu sản phẩm này thì mình sẽ để đường link đặt mua sản phẩm ở bên dưới phần mô tả của video này nhé. Đừng quên nhấn like, subscribe, đăng ký kênh để được nhận những thông báo, những video mới nhất từ bên mình. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tới. Xin chào.